là không để thua bằng knock out. Matapos maka-upset win via 7th round TKO noong nakaraang taon lang kontra sa South African former IBO World Minimum Weight Champion na si Simpiwe Konko, ay muling lumaban sa ibang bansa itong Pinoy na si Garin Diagan, at sa pagkakataong ito, ang bansang Vietnam naman ang punteriya. Isang undefeated champion ang babanggain niya. Bala kunin ang titulong WBA Asia Minimum Weight title mula sa Vietnamese na si Ho Thuan Le. Punteriya ng Pinoy na maka-upset na naman sa mismong baluarte ng kalaban. Di basta-basta itong Vietnamese na kalaban, dahil bukod sa pangalawang pagdipinsa na niya ito sa nasabing titulo, ay dalawang Pinoy na rin ang kanyang tinalo. Ito ay sina Benji Bartolome at ang huli ay si Jake Amparo. Pero di nagpatinag ang Pinoy na dayo na may bansag na hilboy. Bukod sa nagliliyab ang pusong matapang, ay tila dala din niya ang kamaong singlakas sa kamao ni Hilboy. Porsigidong ipaghiganti ang dalawang Pinoy na tinalo nitong kalaban at planong iuwi ang titulo sa bayang sinilangan. May kartada ang dayong Pinoy na si Diagan na 9 wins, 3 losses, 4 via knockout, habang walang bahid na pagkatalo ang kalaban na may record na 6 wins, 0 loss, 2 dito via knockout. At sa mismong bakbakan nga, ay pinakita ni Kabayan ang dugong Pinoy ang pagiging matapang at palaban. Kahit mas agresibo ang defending champion, ay wala naman itong nagawa sa mga accurate na counter ng dayong Pinoy. Halos mabulag ang dalawang mata ng Vietnamese sa dami ng suntok na sinalo, habang tila walang damage naman ang pagmumukha ng ating pambato. Ating balikan ang maaksyon nilang bakbakan. Được xem là đối thủ thử thách nhất về thứ hạng thì Lê Hữu Toàn rất tích cực, đặc biệt là Lê Hữu Toàn kém hơn, nhưng Diagan đã có số lần thử đại nhiều hơn. Trong những đất nước có sự phát triển của boxing chưa thật sự thất tay loạn choạng, chúng ta thấy là với Philippines thì việc mà tìm kiếm đào tạo các võ sĩ với họ là một công việc rất thường ngày. Đây là những đến từ Garen Diagan, đang đến từ võ sĩ của Philippines. Những người đồng đội của mình, trong đó có Lê Hữu Toàn, võ sĩ người Philippines, AJ Bajonet đến từ Philippines. Tiếp tục là những tình huống áp sát để ra đòn. Nhưng hãy coi tình huống ép góc hay là bị đối phương một cú móc phải, hai cú móc phải, một cú móc trái đến từ Hữu Toàn đủ để khiến cho Garen Diagan có thể bị choáng váng và anh vẫn tiếp tục trụ sàn. Chúng ta hãy nhìn vào một sự sát cao hơi tiếc của những sĩ cho chính Việt Nam, nhưng Diagan đang phát đầu phản động. Đó là mùa rất đỏ khi mà anh phát. Đây là một trận đấu 12 hiệp đấu của boxing, đó
thường ở trong trẻ được găng. Thêm một cú móc phải nữa, móc trái đã tạo ra và nó đều hiệu quả. Tiếp tục lại là những tình huống ra đòn rất đáng tiếc. Ra được những đòn đấm đó ở trong trận đấu này là không nhiều. Đó là một trận đấu đến lúc này chúng ta đang thấy là sự cân bằng đã được tạo ra. Nhưng vậy tổng số 12 hiệp đấu giữa hai đội luôn có thành công từ Vegan, Fox và Mari. Trung Quốc rất đẹp để phát đi cú đấm vào body, cú ly đánh tư thức của Lê Hùng Toàn rất vững vàng. Đây là những tình huống ép đài liên tiếp. Hùng Toàn là người đã kinh qua nhiều trận đấu thì khá mạnh. Là sẽ khép lại trận tranh đài WBA Asia hạng minimum weight. Hùng Toàn cố gắng thực hiện overhand và đáp hook. Tình huống mà khi đã slip thành công thì hơi loạn trận, tung ra những đòn vô địch WBA châu Á. Trong cả trận đấu này thì vẫn là Lê Hữu Toàn. Trận đấu vô cùng khó khăn của Lê Hữu Toàn, giành được chiếc đài đã không có sự can thiệp đến từ nhân viên y tế để có thể cầm máu kịp thời. Cầu rất hay,
liên tục trao đổi đòn. Nhưng Galen Diagan đang là người có được ưu thế trong tình huống counter này. Đó là một tình huống lật ngược tình thế hay đến từ Diagan. Rất tốt, cũng là cố gắng tấn công đối thủ khi cho đối thủ mình liên tục di chuyển. Có lẽ là chúng ta phải chờ đến hiệp đấu cuối cùng và sau đó là trọng tài giám định cho điểm để xác định. Như là hai quản lý sẽ đặt quyết tâm và sau đó họ sẽ rất hay đến từ Galen Diagan. Chọn vào bộ mặt của đối thủ nhưng lực phải bị hạ đóng ao được đối phương, nhưng đó là nỗ lực đến từ Hữu Toàn hết sức để thể hiện trong khoảng hơn 20 giây cuối. Rất linh hoạt một trận đấu. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.